Xin mến chào toàn thể tất cả các anh chị em quay trở lại với N7D. Thì bữa nay chúng ta sẽ vẽ một con lửa các bạn, con lửa màu xanh. Thì để vẽ con lửa này thì rất là đơn giản các bạn. Sau khi mà các bạn sơn cái màu này cho móng rồi đó, là các bạn lấy cái màu của lửa, cái màu này là màu khách trộn, ở đây là mình làm màu xanh, thì mình sẽ sơn ở dưới đầu móng như thế này. Sau đó là các bạn lấy cái cọ rau, các bạn vẽ một đường ở giữa tim để mà định vị cho cái thân lửa các bạn. Rồi từ ở trên này này mình sẽ vẽ một đường cong lên thế này đó, thì bên trái một đường, bên phải một đường, bên này một đường nữa. Rồi đó các bạn, thì bây giờ là các bạn cứ tô to lên thôi, để mà cái ngọn lửa của mình nó bự hơn một chút. Thì các bạn cứ tô đến khi nào mà khách họ thích là các bạn dừng. Đôi khi là có khách là họ thích ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa bự, có khách là họ thích ngọn lửa nhỏ. Thì sau khi mà tô xong rồi là các bạn không, mình tô dưới thân lửa này, bạn tô vô này, từ giữa góc này các bạn tô xuống, rất là dễ đơn giản, không có chi là khó hết. Và sau khi mà tô xong là các bạn vẽ ở bên hông nó hai nhánh lửa nữa. Đây mình vẽ lên một nhánh này, bạn thấy không? Mình tô lên thôi. Lửa này thì vẽ rất là dễ, rất đơn giản, tùy màu. Khách của bạn chọn màu nào thì các bạn vẽ màu đó. Thì ngày hôm nay cái clip này mình cũng làm theo yêu cầu của một số anh chị em. Các bạn gửi tin nhắn về trên kênh của mình thì các bạn có hỏi rằng là chia sẻ cách vẽ nguồn lửa. Khi khách của bạn vô vẽ nguồn lửa thì họ đưa cho các bạn một cái hình. Thì một nguồn lửa màu xanh mà có đồ, có viền trắng ở ngoài nữa. Rồi sau đó là khách họ nghiêng tay á, thì nó có cái ánh lửa nó chạy qua chạy lại. Bạn mới nhắn tin hỏi mình là phải làm sao để ra cái kiểu như thế. Ở đây các bạn thấy không, sau khi mình vẽ xong hết rồi này, mình đồ lại này, các bạn đồ hết cái kiểu mà các bạn khách không muốn rồi đó. Các bạn hơ đèn cho khô đi, hơ đèn cho thiệt kỹ. Rồi bây giờ các bạn lấy màu trắng này, các bạn kẻ này đó, kẻ ở quanh cái lửa thì là các bạn có một con lửa được kẻ đường màu trắng ở bên ngoài. Thì để mà kẻ được cái màu trắng này cho nó cái đường của mình đi theo ý muốn á các bạn, là khi mà các bạn lấy cái màu trắng, các bạn lấy cái cọ, các bạn chấm màu á, các bạn đừng có chấm cái màu nó dồn cục ở đầu cọ, mà các bạn phải chấm cái màu nó nằm ướt hết đều thân cọ. Thì các bạn kéo cái đường này, bạn thấy mình kéo không, rất là dễ, nó mới thẳng, nó màu nó mới đều được. Còn không là các bạn, nếu mà các bạn lấy cái màu mà nó bị dồn cục ở đầu cọ á, là các bạn kéo như đường thẳng như thế này á, nó bể màu ra, là nó không có còn cái đường, cứ không có như các bạn như mong muốn. Nó thành ra là khi lấy màu để kẽ mấy cái này là các bạn lấy màu thiệt là đều lên thân cọ, đừng có để mà nó dồn cục ở đầu cọ các bạn, là khó kéo. Các bạn thấy không, sau khi là mình kéo xong hết là các bạn đã có một con lửa màu xanh, cái viền màu trắng, rất đơn giản. Rồi sau đó hơi đèn này, hơi đèn xong á các bạn, là các bạn phải bỏ lên một chút chrome đỏ như thế này. Thì chrome đỏ này á, nó làm cho cái móng của mình á, khi mà tay khách họ nghiêng qua nghiêng lại á, là các bạn sẽ có thấy cái lửa nó chạy qua chạy lại. Thì mình bỏ tấm cốt xong, mình đưa sát lên cái máy quay cho bạn coi rõ này. Bỏ tấm cốt, cái chrome đỏ này các bạn bỏ lên xong là bỏ tấm cốt luôn, là nó hơ đèn là khô luôn, chứ không cần phải làm gì hết nữa. Đây các bạn thấy không, mình nghiêng qua nghiêng lại này, là nó sẽ có cái ánh lửa nó chạy qua chạy lại như theo yêu cầu của các bạn á. Thì như thế là khi mà khách họ đi cái tay của họ rồi họ nghiêng qua nghiêng lại các bạn, thì họ sẽ thấy cái lửa nó chạy qua. Thì cái chrome này tùy các bạn bỏ chrome đỏ thì nó đỏ, chrome xanh thì nó xanh, màu gì cũng được hết, tùy khách chọn. Như vậy là ngày hôm nay mình đã xong cái nguồn lửa bọc màu trắng, nguồn lửa xanh bọc màu trắng và có cái ánh hồng chạy qua chạy lại. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những clip chia sẻ tiếp theo nha.